Mình nuôi dưỡng con hồi nhỏ giờ nó chưa có cái báo đáp được cái gì, nhưng mà nó trả lời câu đó là đã báo đáp lại với mình. Dạ. Là tuổi trẻ ai cũng bùng bột, ai đúng cũng rồi, có lần dắt ngã xa. Trẻ trâu. Cái thời gian đó con là thứ nhất là không nghe lời cũng như là theo cám dỗ của bạn bè. Lúc đó mình có công việc của mình đi hát nữa và có một đứa con duy nhất, thì anh quyết định xử lý như thế nào và ai là người mà anh đi gửi gắm? Chứ bây giờ anh đi hát, rồi nhà đi chơi thì sao? Cái lúc đó đó tài xế nó cứ làm khó anh hoài đi, anh mới nghĩ ra một cách là bây giờ thôi, giờ con đi học bằng đi, đi theo cha. Từ ngày cái nó lấy bằng lái bắt đầu cái chạy xe cho anh luôn, là có nghĩa là anh đi đâu là anh đi theo. Rồi khoảng nào con mới đi hát? Cái lúc mà thi bằng lái là lúc đã hát rồi. À, mà chưa có show nhiều. Rồi sau này bắt đầu cái tới đâu hát chương trình của anh là vẫn có Diệp Đồng điều dắt theo để hát. Dạ. Hát rồi cũng có những cái bài mà hai cha con hát chung. Dạ. Trực tiếp truyền hình rồi này kia là cứ đưa vô là vẫn có đồng hết á. Tạo điều kiện cho con mình. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng hòa thuận đâu, đúng không con? Đúng không? Rồi sao? Với cái nết mà trẻ trâu như trẻ trâu. Rồi ngày xưa chạy xe đồ ổn không anh? Con cái như thế này, thứ nhất là trẻ, rồi chạy xe cái tốc độ rất là cao. Nhưng mà chạy chậm quá là đâu kịp xô. Con cũng tại ba. Ba nhận xô cho con, đêm nhận ba bốn xô. Trời ơi, bắt nhỏ chạy chậm, nhỏ chạy chậm tới tết này là cái điểm 1 và điểm 2 là 80 cây đó. Trời ơi. Đúng rồi. Mà chạy nhanh quá thì bị công an bắt. Ừ. Sống sao vừa lòng ba, cái này cũng tại ba nhận xô quá mà. Trời ơi. Vì nè, cái chương trình mà hát Noel ta đó ở thành phố này đếm lên nhận ba xô. Lúc mà Trung Tử Long với Hồng Hạnh quá trang đồ đạc, mặc áo vest rồi vô ngồi ngon lành lắm, ngồi đang đợi điện thoại, ông không về. Bây giờ bất tử bất từ đâu có ai đâu lái. Rồi cuối cùng lên biết sao không? Đi taxi hết luôn. Bây giờ bao giá taxi hết luôn, chứ bây giờ mình đâu hên là ở Sài Gòn, chứ nếu ở dưới tỉnh là thôi rồi. Mình hát Noel mà ông tài xế ông đi chơi Noel. Đó là Long ơi, hồi nãy giờ Long kể cái tội của nó, cái Thủy ngồi cái suy nghĩ hoài chứ nói, ê nó nghe sao cái tội này bắt nguồn từ cha chứ không phải từ con. Ai biểu, ai đi nhận xô cái Noel chi? Với lại Noel gì là tao mới lớn thì chơi con gái ép con quá không? Con cái cảm xúc con sao con? Có phải cha con ép con quá không? Không, mà bữa đó ba có báo xô trước không? Hay là đùng cái kêu đi diễn? Thường thường á thì có khi thì ba báo lịch trước đó. Mà có khi là điện thoại. Tới giờ mới điện. Điện thoại cái là chạy qua hát kia chứ chạy cho ba hát. Bữa Noel đó là báo xô trước không? Báo trước à? Dạ tại em. Bữa đây là báo trước à, báo trước đàng hoàng à. Báo trước. Ủa mà sao bữa đó vụ gì vậy? Bé nó xinh quá hay sao không bỏ được hả? Tại vì cũng bên đây bên kia hẹn trước. Bên kia hẹn trước. Sao không hồi bên này? Noel của người ta. Noel ta đi. Ta đi đón ghế. Bắt người ta chở là tài xế thì á. Ừ. Không gì hả? Điện khóa máy luôn hay sao? Anh Trung Tử Long, dạ anh giới thiệu sơ đồ. Xin giới thiệu, mình là Trung Tử Long. Dạ. Dạ, có nickname riêng ở miền Tây. Ở miền Tây thì gọi là Long Đẹp Trai. Long Đẹp Trai. Anh Long Đẹp Trai hả? Dạ, ở miền Tây là Long Đẹp Trai là bên ca cổ. Dạ. Còn bà Long Đẹp Trai hài ở đây là hai cái dòng theo loại nó khác nhau. Long Đẹp Trai. Dạ. Cái đó người ta tặng cho mình hay mình tự cho? Tao tặng à? Tao tặng hả anh? Mà nhìn cũng được chứ đâu có xấu lắm á. Dạ, cũng được anh, đẹp lắm nha anh nha. Dạ, tuổi thơ của em cũng gắn bó với cái tên của anh đó. Ngày xưa đi hát đồ này nọ đồ, rồi nghe tên Trung Tử Long đồ bén rần bó tơ. Anh ơi, sẵn bây giờ anh sẽ tặng em một cái câu hát nào để cho em nhớ là cái ký ức tuổi thơ của em không anh? Chắc có lẽ là anh sẽ hát tặng cho tất cả mọi người. Tất cả mọi người một cái bài hát mà đã đưa tên tuổi của Trung Tử Long đã đến gần gũi hơn. Dạ. Đó là một bài hát được mang tên Cuồng Đao Kiếm Khách. Nhưng ca một đoạn thôi nha. Cuồng Đao Kiếm Khách. Cuồng Đao Kiếm Khách. 1, 2, 3. Và bây giờ sẽ là tiếng hát của nam ca sĩ Trung Tử Long với ca khúc được mang tên là Cuồng Đao Kiếm Khách. Vỗ tay. Linh bà ơi, kỷ niệm ngày xưa trọn đời tôi nhớ mãi. Giờ hôm nay tôi trở về đây là chỉ mong sao gặp lại người xưa sau bao năm dài xa cách. Để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, chờ đợi người xưa mà đã cách xa mười mấy năm trường. Hay quá, trời quá đất. Hết rồi. Thôi rồi. Vậy thôi. Dạ cha đã giới thiệu rồi, bây giờ tới con nè. Em là ca sĩ Diệp Tư Đồng. Diệp Tư Đồng. Dạ. Cái đó là cái nghệ danh của. Dạ, cái nghệ danh ba đặt. Dạ, không biết là bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ em 28. Em nha, em nha. Em tên thật là Lê Trường An. Lê Trường An. Sao mà ba cha con có những cái tên mà nó không có liên quan gì dòng máu gì đó. Chung, Chung Tử Long, rồi Diệp Tư Đồng. Nhưng mà tên thật của nó là tên hoàng tử Lê Trường An. Tên cho Chung Tử Long nó cũng không ăn nhậu gì với cái tên thiệt luôn. Dạ. Tên thật là Lê Văn Trường, khởi nghiệp đi hát là tên là Trường Giang. Trường Giang. Trường Giang trước Trường Giang hài luôn ha. Dạ. Cái hát hoài sao không thấy gì trên cái anh Dương Linh đó. Dạ. Này, bây giờ anh sẽ đổi cho em một cái tên này chị không? Chung Tử Long. Dạ. Cái tên này rất là đẹp, rất là hay. Lúc đó anh Kim Tử Long rồi này nó có. Kim Tử Long đang lên rồi, Kim Tiểu Long cũng đang lên rồi. Dạ. Cái thôi. Lấy đại. Nhưng mà không ngờ cái tên nó gắn vô cái duyên tới cái duyên của mình tới đó. Yeah. Khán giả người ta thích, người ta biết, người ta ủng hộ, người ta nhớ mình mới chết luôn Chung Tử Long. Yeah. Rồi sau này á Lê Trường An nè đi hát cái mình không biết để cái tên nghệ danh gì, chứ đâu có để tên Lê Trường An thì sao có được phải không? Đi với bà nội là tên Diệp. Yeah. cái đức của bà nội cũng rất là phúc hậu. Yeah. Thì thôi lấy cái tên Diệp là Diệp một cái là một Diệp Mai. Yeah. Rồi Tử là lấy cái chữ lót của cha là Bi Long là Chung Tử Long lấy chữ Tử. Tuổi đồng người ta nói cái giọng đồng giọng khỏe giọng tốt. Dạ, cái mình vang. Mình vang cái thôi để Diệp Tử Đồng. Tử Đồng. Diệp Tử Đồng. Cuối cùng lại mấy cái Diệp Tử Đồng cái người ta kêu quen miệng Diệp Tử Đồng thôi. Tao nói nhanh Diệp Tử Đồng luôn. Diệp Tử Đồng luôn. Dạ. Bây giờ em mới hiểu cái nguồn gốc của tên em luôn. Anh Long ơi, anh có bao nhiêu người con anh Long? Anh có một. À, trời, đọc chứ kiểu gì ha. Độc nhất vô vị cái mọi người con trai tốt. Vì vậy cưng thì lắm, bây giờ cưng. Kể về cái kỷ niệm mà lúc mang bầu nó coi sao hả Long? Cái lúc mà mang bầu. Yeah. Mẹ của Diệp Tư Đồng mà. Đã. Yeah. Có phải nghệ sĩ không? Mẹ của Diệp Tư Đồng là con của nghệ sĩ Minh Cảnh. Ồ, oh, con của bác Minh Cảnh. Mang kịch cái lương hả anh? Ừ. Thì Diệp Tư Đồng là cháu ngoại của Minh Cảnh mà. Thôi em mới biết luôn á. Dạ. Yeah. Dạ. Tao cũng mới biết. Con nhà nào quỳ luôn rồi, thì ghê thiệt. Còn sống có ngày hôm nay thì đó là một cái duyên số. Em biết cách nó nghèo lắm. Nghèo lúc đó nghệ sĩ chưa mà nghèo. Nghệ sĩ nghèo lắm, đi hát cải lương mà em biết rồi. Người ta gọi là ăn chợ ngủ đình đó. Cứ ngủ lang thang mấy mái đình thì nay 10 ngày đi chỗ khác 10 ngày. Mạng lớn. Mạng lớn, cứng đầu. Cứng đầu. Thành ra sinh ra cứng đầu luôn. Rồi. Đó. Quậy ông anh, giờ quậy ông anh. Chung cũng không quậy gì mấy. Anh khổ vậy nó chứ không có quậy gì mấy. Hèn chi mắt anh u buồn. Hậu quậy lắm hả Đồng? Em dạ, biết. Em hiểu chứ. Em biết cái tánh nó không nói phải chi mà nói nhiều như em. Anh cũng tức. Trời ơi. Không. Em nói đúng không chị? Hay lầm lầm lì lì. Lầm lầm lì lì. Lù 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 khu dắt lù chạy. Chính xác luôn. Dạ. Rồi cái lúc đó thời gian mà có bầu rồi mẹ của Đồng có ngén gì không anh? Cái lúc mà có bầu á, bà xã không có ngén gì hết. Mà ngược lại thì bên em. À. Người ta nói là vợ có bầu mà bước ngang mình tức là bị mình ngén thai. Dạ, ngén giùm á. Ngén giùm á. Trời ơi thôi, sáng tới chiều ói muốn chết luôn đó mà nó giật. Giật cả tháng trời ạ. Ủa không hiểu luôn á. Rồi cái khúc đi sinh sao bây giờ mình lúc đó là anh có mặt đó không? Em biết đó là cái lúc mà gần tới ngày sanh nó là vẫn còn đi hát với anh quá. Dạ. Là chỉ đi theo chị hát hay là đi theo đi theo đi để mà hồi xưa đâu có đĩa đâu. À. Hồi xưa cái hát nhép như nhầm như con á con à. Cái đây ngày xưa là người ta à, là đi theo như là hỗ trợ trợ lý á, đi theo để là lo cơm nước về quần áo thôi. Dạ. Chứ không có bấm đĩa hồi như bây giờ. Sao lúc đó anh chuẩn bị hát hay là đang ở khách sạn được thôi? Đang trời ơi đó là vì có tiền mà khách sạn. Ủa vậy hả? Mượn cái mé hiên của người ta ngủ á quý đỡ. Ủa lúc ca sĩ khổ vậy đó anh? Đúng rồi. Lúc đó đã là con rể của chú Minh Cảnh rồi mà còn khổ như vậy. Khổ dữ lắm. Cái nghệ sĩ hồi xưa mà đi cải lương hình như là toàn bộ ạ. Anh em chị em chú bác khổ hết. Dạ. Ở nhờ nhà của người ta. Mẹ của ông Đồng nói anh ấy đau, xong đau bụng quá. Cái mới trở lại cái bệnh viện ở gần á, để anh khám. Cái bà kia mới nói là có dấu hiệu sanh rồi. Rồi mới sanh tại ở Vĩnh Long là ngay chỗ khu du lịch Trường An đó. Ngay chỗ đó luôn. Tên Trường An luôn. Thành ra cái một cái kỷ niệm mới là đặt là Trường An, là Lê Trường An, là sinh nó tại đó luôn. À, trời hay vậy. Thành ra cái gì nó cũng phải có cái nguồn gốc. Rồi đâu để em đặt ở cái bè, bé bè tên Kỳ ha. Ờ, để núi bà đen, bà đen, không? Hên nó Trường An đẹp á. Con đặt đẻ móng cái kêu, móng cái, ê, bà ca sĩ móng cái. Sinh xong khoảng chừng 5 ngày mới đưa mẹ của ông Đồng về quê. Về quê, cấp là quê ở Đồng Tháp á. Ở bên đó khoảng chừng 2 tháng. Cái tới tháng thứ tư là bắt đầu đi theo hát luôn. Mới 4 tháng rồi đi hát luôn hả? Gia đình đó, đơn chiếc.
Rồi, rồi bỏ nhà rồi đâu, mình đâu có tiền mà để mà mướn vú nuôi đâu. Rồi na theo vậy hả anh? Na theo, tới tuổi thứ ba là lúc nó cũng đi lững tững, nó nói chuyện chạy, rồi. Đúng rồi, nó chạy ra. Đem gửi về cho nội. Lúc đó kinh tế nội ổn định không mà gửi cho nội anh? Nội thì cũng nó cũng nghèo, cũng khổ, như làm ruộng dưới quê mà. Nội nó đưa về cho nội nuôi cho. Chứ đi hát mà đem theo là cực khổ quá. Em biết cái ngày mà đưa đi về mà về nội một cái, mình rớt nước mắt, không có đứa nhớ con. Mình lén mình trốn mình đi, ba mẹ trốn đi. Ủa chơi, cha mẹ đâu rồi, sao tự nhiên bỏ con vậy? Có kiểu nó nói mấy câu rồi mới bẹ nó bằng nít mà. Mình rớt nước mắt. Mình rớt nước mắt. Ở với nội thời gian đầu thì buồn lắm. Từ từ mà ở với cái bắt đầu cái quen lại là mới ông nội hơn. Rồi lúc đó ba có hay về thăm không, hay là gọi điện cho ba mẹ rồi gì không? Thời gian đó là đâu có điện thoại đâu, đâu là chỉ có điện thoại bàn. Ở ngoài nhà của bà dì là mới có điện thoại bàn thôi. Mẹ điện về hoặc là ba điện về hẹn trước là ngày mai là ra ngoài đó canh, là ba sẽ điện về nói chuyện. Là ở với ông bà tới 15, 16 tuổi thôi. Hết cấp 2 xong là người đồng nó mới lên Sài Gòn. Cấp đó thì kinh tế thì nó cũng tạm ổn rồi. Dạ. Yeah. Lúc mà lên đây thì Long với mẹ của Đồng mới cái duyên tới đó hết, mới chia tay xong thì Đồng mới sống với Long. Năm nay mình nhớ bao nhiêu tuổi không? Năm đó em 16. Lớn rồi. Thì mẹ cũng nói là giống như là tại vì ba mẹ là bây giờ là hết duyên nhưng mà vẫn còn tình nghĩa. Lâu lâu thì cũng gặp thì cũng nói chuyện cũng như là bình thường, nói chung là chỉ có là không ở chung với nhau thôi. Con ở chung với ba. Rồi đi học rồi có biết là con nghệ sĩ không con? Rồi bạn bè có biết con nghệ sĩ rồi? Nói chung là con... ở đó là nguyên nguyên khu. Nguyên cái khu đó luôn. Là đi ra ở ai cũng biết đây là con chú Tư Long. Không, lúc đó là ba chưa có nổi, lúc đó là ba chưa nổi tiếng. Là biết là cháu của mình Cảnh. Là ảnh hưởng ông ngoại trước. Ông ngoại. Ai cũng biết cháu Minh Cảnh. Ba Minh Cảnh là còn ở Việt Nam. Và cái tiếng tăm cũng rất là rộng. Lấy lừng. Ừ. Bạn bè mà dạy đó, người ta cũng điện thoại người ta hơi gửi gắm đi. Màn tiếng cháu Minh Cảnh mà không biết ca. Không biết ca. Rồi là năm bao nhiêu tuổi mới phát hiện được mình có thể hát được? Năm em khoảng 14, 15 tuổi thì cũng là. Nhưng mà ba đâu có biết đâu. Tại vì cái ngày mà nói mình đi hát này kia ba còn bất ngờ. Tại vì tiếc cho nó không có thể hiện cho nhà coi. Chưa nghe hát, chưa có biết giọng biết hơi gì hết. Có nghĩa là nó ẩn sâu bên trong. Nó tự đúng phát. Tại vì em lại mở dưới quê lại mở với nội. Lúc cái thời gian mà còn nhỏ đó là nói chung là lóc chóc dữ lắm. Là đi ra hay là đi dọc đường là đi hát tối ngày đó. Rồi ngày xưa dù đi học cũng như là đi tiệc, đi đám rồi đó, dù người ta kêu lên hát có dám hát không? Có dám thể hiện không? Lúc đó chưa. Không thể hiện gì luôn. Không thể mà hiện. Mà đúng là làm ca sĩ. Dạ. Ghê thiệt. Thi 12 xong mà qua bên đại học. Lên học tới đó rồi bắt đầu vẫn làm khổ. Năn nỉ con ơi, con học ráng lấy cái bằng đại học nha, bằng cái quản trị kinh doanh nha. Học năm thứ hai rồi. Thôi vậy chơi, con không học rồi, con nghỉ. Số kỳ á. Nó dối mình, nó nói bây giờ con thích đi hát. Ca nhạc, đóng phim. Trời ơi là trời, tự nhiên hồi đó giờ mình chưa có nghe ca gì hết trơn. Mà nó không biết cái sở trường nó gì cho tự nhiên mà nó... Đúng cái muốn ca nhạc. Muốn ca. Rồi sao? Được rồi. Nếu muốn ca nhạc thì bây giờ cha đưa cho con qua cô Bảy Bạch Dương. Con học một khóa thanh nhạc đi, rồi mình mới làm cái album đầu tay được. Người ta học phải học 4 tháng, 6 tháng. Học mấy tháng của Bạch Dương nói, Long cho nó ra trường đi. Hỏi sao vậy? Sao vậy cô? Sao học bị tính nó quậy nữa rồi? Không phải, này nó có khiếu lắm, thôi cho ra trường đi. Bây giờ vô giải gì, nó biết cái chơi giải gì nữa. Như vậy là bắt đầu cái anh mới làm cho nó cái album, album đầu tay. Thì cũng ok đó, nhưng mà nói là cái dịp mai nó không có. Cố gắng nhiều quá mà cái vận mai của mình nó chưa tới thì nó cũng không phát triển được. Đúng, nói thật cái Thủy với Lâm là mình có một cây một trái thì mình rất là thương con mình. Lo lắng con cái muốn cái gì là mình phải chịu hết mực luôn. Mà con thì nếu mà tại vì còn nhỏ quá bồng bột nó không suy nghĩ. Nếu mà nó suy nghĩ thì nó càng thương Long nhiều hơn nữa. Bị nó làm những cái chuyện mà mình không có thể nào mà mình chịu nổi. Chuyện gì vậy? Làm gì ghê dữ vậy? Làm gì mà ghê vậy? Cái chuyện động trời. Có khi vậy nè, anh thì anh không thích còn nhỏ tuổi mà đi ăn nhậu ban đêm, ban hôm, về khuya là anh không thích. Chứ khi em rủ rê cái vũ trường. Vô vũ trường là em biết rồi, vô đó thì nhảy nhót. Nhảy nhót là chuyện bình thường. Thể nạn. Chính xác cái vô bạch nạn đó. Đó, đó nạn đó nó tệ luôn á. Dạ, nạn nó tệ luôn. Nạn nó tệ luôn. Anh rất là ghét. Anh đã cứng rắn, anh đã quyết định. Hai chọn một. Thứ nhất là cha. Thứ hai là đi theo với bạn bè con chơi.
đừng nhìn mặt cha nữa. Rồi một thời gian sau đó con quyết định là con chọn cha. Thì chọn cha cái đó là giống như là mình nuôi dưỡng con hồi nhỏ giờ. Nó chưa có cái báo đáp được cái gì, nhưng mà nó trả lời câu đó là đã báo đáp lại với mình. Yeah. Là tuổi trẻ ai cũng bùng bột, ai cũng lần dắt ngã xa. Trẻ trâu. Cái thời gian đó con thứ nhất là không nghe lời cũng như là theo cám dỗ của bạn bè. Lúc đó mình có công việc của mình đi hát nữa và có một đứa con duy nhất. Thì anh quyết định xử lý như thế nào và ai là người mà anh đi gửi gắm? Chứ bây giờ anh đi hát, rồi nhà đi chơi thì sao? Cái lúc đó đó, tài xế nó cứ làm khó anh hoài đi. Anh mới nghĩ ra một cách là bây giờ thôi giờ con đi học bằng đi, đi theo cha. Từ ngày cái lấy bằng lái, bắt đầu cái chạy xe cho anh luôn. Là có nghĩa là anh đi đâu là anh đi theo. Rồi khoảng nào con mới đi hát? Cái lúc mà thi bằng lái là lúc đã hát rồi. À mà chưa có show nhiều. Rồi sau này bắt đầu cái tới đầu hát chương trình của anh là vẫn có dịp đồng đều dắt theo để hát. Dạ. Hát rồi có những cái bài mà hai cha con hát chung. Dạ. À, trực tiếp truyền hình rồi này kia là cứ đưa vô là vẫn có đồng hết á. Tạo điều kiện cho con mình. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng hòa thuận đâu đúng không con? Đúng không? Rồi sao? Với cái nết mà trẻ trâu như trẻ trâu. Rồi ngày xưa chạy xe đồ ổn không anh? Con cái như thế này. Thứ nhất là trẻ, rồi chạy xe cái tốc độ rất là cao. Nếu mà chạy chậm quá đâu có kịp xô. Con cũng tại ba. Ba nhận xô cho cố, đêm nhận 3-4 xô. Trời ơi, bắt nhỏ chạy chậm, nhỏ chạy chậm tới tối là cái điểm 1 và điểm 2 là 80 cây đó. Trời ơi. Đúng rồi. Mà chạy nhanh quá thì bị công an bắt. Ừ. Sống sao vừa lòng ba, cái này cũng tại ba nhận xô quá mà. Trời ơi. Vì nè, cái chương trình mà hát Noel ta đó ở thành phố này, đêm đó anh nhận 3 xô. Lúc mà Trung Tư Long với Hồng Hạnh quá trang đồ đạc, mặc áo vest rồi vô ngồi ngon lành lắm, ngồi đang đợi điện thoại, ông không về. Bây giờ bất tử bất từ đâu có ai đâu lái. Rồi cuối cùng lên biết sao không? Đi taxi hết luôn. Bây giờ bao giờ taxi hết luôn chứ bây giờ mình đâu hên là ở Sài Gòn chứ nếu ở dưới tỉnh là thôi rồi. Mình hát Noel mà ông tài xế ông đi chơi Noel. Đó là Long ơi, hồi nãy giờ Long kể cái tội của nó, cái Thủy ngồi cái suy nghĩ hoài chứ nó. Ê, nó nghe sao cái tội này bắt nguồn từ cha chứ không phải từ con. Ai biểu, ai đi nhận xô cái Noel gì? Với lại Noel gì là tao mới lớn thì chơi con gái ép con quá không? Con cái cảm xúc con sao con? Có phải cha con ép con quá không? Không, mà bữa đó ba có báo xô trước không? Hay là đùng cái kêu đi diễn? Thường thường thì có khi thì ba báo lịch trước đó. Mà có khi là điện thoại. Tới giờ mới điện. Điện thoại cái là chạy qua hát kia chứ chạy cho ba hát. Bữa Noel đó là báo xô trước không? Báo trước à? Dạ tại em. Bữa đây là báo trước à, báo trước đàng hoàng à. Báo trước. Ủa mà sao bữa đó vụ gì vậy? Bé nó xinh quá thì sao không bỏ được hả? Tại vì cũng bên đây bên kia hẹn trước. Bên kia hẹn trước. Sao không hồi bên này? Noel của người ta. Noel ta đi. Ta đi đốt ghệ. Mất người ta chở là tài xế thì á. Ừ. Không gì hả anh, điện khóa máy luôn hay sao? Thì điện qua không nghe máy. Biết không nghe máy là biết có chuyện rồi. Thì mình biết chắc ngày Noel phải đi với bồ giống như là anh hồi xưa vậy. Rồi ngoài những tật xấu, Đồng còn những tật xấu gì nữa không anh? Thì chương trình là con tôi phố tội có bao nhiêu tội bao nhiêu. Mà cái tật xấu anh cứ kể ra hết, đừng ngần ngại. Đồng là cái chương trình là có. Chính xác là đúng trong một cái mà cái chương trình là của Đồng luôn nè. Vô số tội luôn. Là nhiều quá kể không nổi. Nhiều dữ lắm. Ra tới hồi tới có bạn gái sao chắc còn đau đớn nữa hả? Chắc mắng vốn liên tục hả? Nè Lâm biết nè, nó có được cái này. Không bao giờ có quen đứa bồ nào mà dám dắt về mà đỡ giới thiệu cha. Dạ. Tại vì mình quen mấy ngày dắt về sao được. Tao nói nhiều quá mà làm sao biết dắt ai bây giờ. Lúc mà trong Tết rồi nè, tự nhiên nó nói cha, con cứ vợ. Hả? Cái giật mình nó ủi kì á. Cho tự nhiên bất ngờ hỏi chừng nào tháng sau con cười đám cưới hả? Trời ơi. Cứ vợ mà quyết định tháng sau luôn hả? Tháng sau. Tự nó quyết định luôn hả? Tự quyết định luôn. Mà lúc đó anh làm ra tiền chưa? Lúc về đi hát chung với anh thì show xiết đồ lạ anh chung luôn mà. Hai đứa quen hồi nào anh cũng không biết, không hay mà không biết mặt cái mà con dâu luôn. Tự nhiên nó cưới, cha quyết định đi một tháng nữa cưới. Kệ, thôi lỡ rồi. Nhưng mà cha nói trước nha, cái duyên số của con tự quyết định nha. Một lần cuối cùng tự quyết định. Yêu đúng thương rồi. Mà cưới đùng cứ cưới liền. Chứ không có bỏ rơi con người ta được. Đúng rồi, dạ. Anh Hùng cưới mỹ nhân mà. Nhưng mà nó luôn luôn đặt mình trong cái thế mà triệt buộc hết. Dạ. Kể cả sự nghiệp và gia đình. Dạ. Hay, con hay quá con ơi. Dạ. Anh nhớ cái cảm xúc mà lần đầu tiên mà Đồng đứng sân khấu hát không? Lúc đó anh chắc có ở dưới đúng không? Hồi đó giờ anh chưa thấy Đồng lên sân khấu. Cái lúc mà là đầu tiên đưa ra một cái sân khấu rất là lớn của Long Điền Sơn đó. Thì nhưng mình phải chú đáo cho con.
đem một cái vũ đoàn 6 đứa, 8 đứa đem theo. Dạ. Để cho con hát một cái ngày ra mắt lần đầu. Đúng để rồi. Dạ. Cho nó hoành tráng lại. Lỡ có sự cố gì vũ đoàn lắp. Đúng rồi. Dạ. Lát ra thấy là này có khiếu, có triển vọng. Có triển vọng. Thành ra từ chỗ đó là chấp nhận cho con đi hát luôn. Dạ. Lúc ngồi dưới cái cảm xúc làm sao anh? Sướng không anh? Hồi hộp. Khi mà xong cái bài rồi là cái thấy cái người mình nó yeah, yeah. Nó nhẹ nhàng mà nó bay bổng làm sao bị dễ sợ luôn. Em còn nhớ kỷ niệm ngày đầu của mình như thế nào không? Thì lúc mà hát bình thường không có gì chứ, mà tới chừng mà hát xong cái lúc mà Phật đèn lên đó, MC ra giao lưu của mình đó, là lúc đó là bắt đầu là Hồng Diễn đi đâu bay lúc tiêu chân à. Ừ. MC phỏng vấn nó chịu được. Từ mà lần đầu mà rồi sao nè, với một người ba mà lúc nào cũng yêu thương con, lại gà trống nuôi con vậy, từ đó giờ em nghĩ ba mình như thế nào và em cảm nhận đây là người ba như thế nào? Ba thì nói chung là hay la hay này kia, nhưng mà mình cũng biết là tại vì ba thương mình thôi. Thì... đánh không? Có đánh không? Không. Hồi đó giờ chưa có một lần, một là đánh một lần, một đánh một bạc qua tay mà thôi. Là cách đây khoảng chừng 6 năm. Hay trốn đi chơi net hoặc là đi đánh da rồi đó. Không, nói chung là em đứng cái là ba chửi hay là ba la gì không biết nào em trả lời gì hết. Vậy mới sợ đó em nha. Vậy không phải được cái không, đâu. Tức là không bao giờ mà cãi lại hay là này kia không, là chỉ là... lầm lì lì. Lắng nghe hả? Con phải có suy nghĩ cái này là cái có khi nào mà ba đúng mà có khi nào ba sai không? Dạ có chứ. Có, đã ra ông rồi. Thấy không? Phải sai chứ. Ngồi yên đi cho nó kể nè. Thì có nhiều khi thì mình cảm thấy là cái này ba cũng đúng, nhưng mà có nhiều khi là ba cái này là... khắc khe quá. Khắc khe hay là... nhà ba có tật xấu gì không? Nãy ba kể em quá trời. Hay hói mà. Dạ. Ví dụ như người ta hẹn 10 giờ có mặt đi. Là ba cũng nào khoảng là... 8 mấy 9 giờ là ba nói có rồi. Có mặt á hả? Ờ. Nói chung là ba nói là thà là mình lợi mình đợi người ta trước đi. Đúng rồi, em cái này không phải cái tật đâu, này là cái thái độ làm nghề đó. Không, cái đó em chưa nói hết, giống như là bây giờ là nhưng mà trước khi ra khỏi nhà đây, mình làm xong gọi thì mình ngồi mình đợi ba. Được không? Còn mà ba mà xong vừa rồi. Làm vừa xong gọi cái là đi. Là mình chưa kịp xịt keo, mình chưa gì hết trơn. Là bắt đầu phải tới chỗ mình mới làm. Là em cũng đi hát chung luôn đúng dạ, không? Em vừa hát vừa lái xe luôn. Lúc mà mình xong rồi á là mình hỏi người ta, còn lúc mình chưa xong thì cứ để thông thả đúng không? Nói chung là hai cha con ai cũng tật hết trơn trời. Nhưng mà bây giờ là thực sự hai cha con cứ bên cạnh nhau, em mới tách ở riêng với vợ thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thì bây giờ? Bây giờ thì nói chung là hàng ngày em vẫn qua thăm ba. Qua quán của ba đúng không? Nói chung là hai cha con nhiều sóng gió mẹ ha. Kể một hồi mình có cảm giác giống như một người mẹ với con á. Người ta là vừa là mẹ mà vừa là cha. Còn này ngược lại, vừa là cha vừa là mẹ. Dù nếu mà qua chương trình này có lời gì anh muốn dặn dò với con mình, hoặc là lời gì mình chưa nói á, anh muốn nói với con mình như thế nào anh? Cha dạy nhiều ạ, nhiều ạ. Nhiều á. Qua cái chương trình này thì cha chỉ có một vài lời để nhắn nhủ với con là con có gia đình rồi, bây giờ là phải lo làm ăn, còn vợ, còn con, còn tương lai nữa. Bỏ tất cả những gì mà lầm lỗi của con hồi trước tới bây giờ, cha sẵn sàng, cha bỏ qua hết, cha không còn nhớ gì hết. Nhưng mà kể từ hôm nay, kể từ chương trình này là để là mình đã nói ra hết những gì sự thật rồi. Đúng chưa? Dạ. Những gì mà đúng đã giấu kín từ hồi mấy lâu nay. Mấy lâu nay. Mấy chục năm, 28 năm rồi. Hôm nay tôi mới bày tỏ. Dạ. Đúng chưa? Thì cha chỉ khuyên con sống đúng mực một người đàn ông, để còn vợ, còn con, còn tương lai phía trước. Rồi bây giờ mong ngược muốn lại của, đi, ngược lại con mong đi. Mong muốn đồng như thế nào nè, dòng đàn ông khó nói lắm, đúng không? Khi mình lầm lỗi rồi, ba không xin lỗi ba nó khó nói lắm. Thì bây giờ sẵn chương trình Con Thông Số Tội nè, nó đồng có lời gì muốn chia sẻ, cũng như là muốn tâm sự với ba của mình không đồng? Mấy cái lầm lỗi mà hồi trước đó thì cái thời gian đó là cũng lâu rồi, giờ một chuyện đã qua rồi. Thì xin lỗi nó bị kỳ. Lỗi bị kỳ đúng không? Giờ tự nhiên nó... gì gửi mail đi. Nhắn tin á. Nhắn tin. Chỉ là mong muốn lúc nào là ba cũng có thật nhiều sức khỏe đi. Mà có sức khỏe thì mình làm gì cũng được. Dạ, ngày hôm nay thì cảm ơn anh Trương Tử Long cũng như là cảm ơn Đồng đã tham gia chương trình Con của Tôi Vô Số Tội. Và thay mặt chương trình có một món quà dành tặng cho anh Long. Dạ, xin mời ạ. Dạ anh Long ơi, thay mặt chương trình có một món quà đến từ nhãn hàng Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường tặng cho anh. Hy vọng là anh lúc nào cũng nhiều sức khỏe, lúc nào cũng tươi trẻ và có những bài hát để phục vụ tất cả những khán giả yêu mến anh, trong đó có em. Cảm ơn anh rất là nhiều. Ơi. Anh và Dịch Tư Đồng xin cảm ơn chương trình. Cảm ơn chị Thủy và cảm ơn em trai Dương Bảo Lâm. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Chào luôn. Và cảm ơn Đồng đã tham gia chương trình. Thì sẵn đây em có lời gì muốn chia sẻ không ạ?
không biết nói gì hơn. Là nói chung là xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em có mặt ngày hôm nay. 28 năm bữa nay là mới nói là đúng không? Nói lên là những gì vậy đó. Bí ẩn là hai mươi mấy năm mà trong tim mình đúng không? Giống như tụi cái lương hồi xưa đó. Trời ơi, sự thật là đây hôm nay tôi mới kể. Dương Bảo Lâm ơi, kỷ niệm ngày xưa trọn đời nhớ mãi muôn đời nguyện chẳng đổi thay. Dù đắng dù cay anh em ta vẫn chi trên bước đường đời làm nghệ thuật mãi mãi nha em. Dạ, cảm ơn anh.